Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để cài đặt bảo mật cho cái tài khoản Twitter của quý vị, cũng như là thay đổi số điện thoại, thay đổi email và thay đổi username tài khoản Twitter. Rồi, trước hết quý vị hãy đăng nhập vào tài khoản Twitter này. Quý vị sử dụng smartphone thì quý vị cũng có thể làm tương tự như cái video này. Rồi quý vị chọn vào phần thêm này. Quý vị chọn vào cài đặt và quyền riêng tư này. Rồi quý vị tìm đến cái phần thông tin tài khoản này. Trong cái phần thông tin tài khoản, quý vị có thể thay đổi tên người dùng này, thay đổi số điện thoại và thay đổi địa chỉ email. Ok chưa? Rồi ở đây KTV sẽ thay đổi địa chỉ email này. Rồi quý vị chọn vào địa chỉ email, rồi chọn cập nhật địa chỉ email này. Quý vị nhập mật khẩu, chọn tiếp theo này. Phần này quý vị hãy nhập địa chỉ email mà quý vị muốn thay đổi. Rồi nhập xong. Quý vị chọn vào tiếp theo này. Rồi bây giờ quý vị hãy mở email lên để lấy mã xác thực. Nhập mã xác thực vào, quý vị chọn vào xác thực này. Ok, vậy là cái địa chỉ email đã được thay đổi thành công rồi. Quý vị bấm mũi tên để quay trở lại này. Tiếp theo quý vị có thể thay đổi số điện thoại này. Quý vị chọn vào số điện thoại này. Quý vị chọn cập nhật số điện thoại này. Rồi quý vị nhập mật khẩu này. Quý vị chọn tiếp theo này. Quý vị hãy nhập số điện thoại của quý vị vào cái ô thứ hai. Ô mã quốc gia quý vị để là cộng 84. Quý vị bỏ số 0 ở phía trước đi. Nhập xong quý vị chọn tiếp theo này. Quý vị chọn OK. Rồi quý vị chờ tin nhắn để lấy mã xác thực từ số điện thoại của quý vị này. Nhập xong, quý vị chọn vào xác thực này. Ok, vậy là đã cập nhật thành công số điện thoại cũng như là thay đổi địa chỉ email. Tiếp theo là cái phần cài đặt này. Quý vị chọn vào cái phần cài đặt bảo mật đây này. Bảo mật và truy cập tài khoản. Quý vị chọn vào bảo mật quản lý bảo mật tài khoản của bạn này. Ở phần này là phần bảo mật xác thực hai yếu tố, quý vị chọn vào xác thực hai yếu tố này. Quý vị có thể sử dụng tin nhắn văn bản để đăng nhập bảo mật, hoặc là sử dụng ứng dụng từ bên thứ ba như là ứng dụng Authy. Rồi thì ở đây KTV sẽ sử dụng tin nhắn văn bản này. KTV sẽ chọn, quý vị chọn tiếp là Get Started này. Quý vị chọn là Send Code này. Rồi quý vị nhập mã code vào cái ô Enter Confirm này. Nhập xong quý vị chọn Next này. Rồi quý vị chọn vào Go It này. Ok, vậy là đã kích hoạt cái bảo mật xác thực bằng số điện thoại rồi. Phần bảo mật xác thực bằng ứng dụng quý vị có thể bật hoặc cũng có thể không. Rồi, và KTV xin kết thúc video tại đây.